Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo phận Phú Cường. Hồng Vân xin mến chúc cộng đoàn có một tuần mới tràn đầy hồng ân trong tình yêu của Thiên Chúa. Tin giáo phận Phú Cường. Thánh lễ truyền chức phó tế. Thánh lễ truyền chức phó tế cho 7 thầy chủng sinh được tổ chức vào sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021 tại nguyện đường của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ sự. Cùng đồng tế có cha Simon Nguyễn Văn Thu, Tổng đại diện Giáo phận Phú Cường, Chánh xứ Giáo xứ Búng, cha Gioan Bautista Phạm Quý Trọng, đặc trách ơn gọi linh mục giáo phận Phú Cường, cha Anton Hà Văn Minh, hạt trưởng giáo hạt Phú Cường, chánh xứ giáo xứ chánh tòa, cùng quý cha trong tòa giáo mục. Do tình hình dịch bệnh COVID thứ 19 đang diễn biến phức tạp, vì thế thánh lễ được diễn ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Địa điểm cử hành được dời về trung tâm mục vụ thay vì nhà thờ chánh tòa giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ cùng quý tân chức, không có sự tham dự của quý thân nhân, ân nhân, mà chỉ có quý cha và cộng đoàn tòa giáo mục Phú Cường. Điều này làm cho thành phần tham dự thánh lễ có phần hạn chế. Thế nhưng, trong tâm tình đầu lễ, Đức cha Giuse gửi lên đây chính là cơ hội để mọi người nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong thời đại này và suy xét xem đâu là những giá trị cốt lõi thực sự để nắm bắt lấy. Phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ được nhấn mạnh vào việc tuyển chọn và sai đi, cũng như đề cập đến vai trò của người lãnh đạo đức tin. Bài đọc trong sách Dân số cho thấy chính Thiên Chúa tuyển chọn những người lo việc phụng tự và phục vụ dân thánh. Đó là hình ảnh báo trước tình thương của Thiên Chúa dành cho những ai và Ngài đã tuyển chọn phục vụ dân thánh Ngài. Bài chính sách công vụ tông đồ cho thấy dưới sự hướng dẫn của nhóm 12, hội thánh đã chọn 7 phó tế đầu tiên là những người có tiếng tốt, khôn ngoan và được tông đồ cắt đặt chăm sóc cho các nhu cầu của hội thánh. Sứ điệp tin mừng cũng hướng dẫn các tiến chức là nhà lãnh đạo đức tin trong tương lai hãy noi gương sáng tinh thần của Chúa Giêsu đến để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nghi thức truyền chức được cử hành ngay sau phần phụng vụ lời Chúa. Sau bài huấn từ dành cho quý tân chức, Đức cha nhắn nhủ đến các tân chức trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này là cơ hội để từng người suy nghĩ kỹ hơn, chọn lựa đúng đắn hơn thánh ý của Thiên Chúa của mọi người. Ngang qua điều kiện giới hạn này, các thầy có thể thấu hiểu và trở nên những người nghèo để có thể gần gũi hơn đối với những người nghèo, những người bị bỏ rơi mà các thầy được mời gọi phục vụ. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để các thầy tập luyện và đưa ra các quyết định liên quan đến thánh ý của Thiên Chúa, cũng như rút tỉa những điều cốt lõi thực sự chứ không phải những điều tùy phục trong đời sống của mình. Trước khi nhận phép lành cuối lễ từ vị cha chung, quý thầy phó tế đã bày tỏ những tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân và ân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và dìu dắt quý thầy trên bước đường ơn gọi đã qua. Đồng thời xin tất cả mọi người cùng tiếp tục cầu nguyện để quý thầy vững bước và nên giống Chúa Giêsu hơn nữa trên hành trình sứ vụ sắp tới. Thánh lễ kết thúc trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa. Giáo phận Phú Cường, lễ Chúa Thăng Thiên, bổn mạng ban truyền thông Giáo phận Phú Cường. Ngày Thế giới truyền thông được Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 thiết lập năm 1967, được cử hành vào Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021, Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên. Do tình hình dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp nên ngày đại hội truyền thông không thể thực hiện được. Sau đây xin mời anh chị em xem qua những hình ảnh hình thành và phát triển của ban truyền thông Giáo phận Phú Cường. Thank you.
giữa những bôn ba ồn ào trong cuộc sống, con luôn cần một mối tình, một mối tình chân thành đỡ nâng con. Vì cuộc đời lênh đênh như sóng vỗ, và tình đời mong manh như làn khói, con biết tìm đâu một mối tình thâm sâu để cho con tựa đầu. Khi đời con nát tan, khi đời con ngã ngủ, con mong chờ một tình yêu đớn đớn. Mối tình ấy con đi tìm là mối tình Giê-xu, chỉ có Ngài là nét đẹp thiên thu. Ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình Ngài như biển khơi. Giữa gian nan buồn phiền trong cuộc sống, con luôn cần một tấm lòng, một tấm lòng trao về phút tin yêu. Vì cuộc đời liêu xiêu cơn gió cuốn, đường vào đời thanh thang khi chiều xuống. Nắng xuyên qua trời buồn, ôi bàn tay Chúa đây âm thầm ôm cõi đời. Con tim Ngài bồi hồi nghe nhớ thương. Mối tình ấy con đi tìm là mối tình Giê-xu, chỉ có Ngài là nét đẹp thiên thu. Ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng phai, qua muôn đời tình Ngài như biển khơi. Tuy ngày đại hội truyền thông không thể tổ chức, nhưng trong lòng mọi người vẫn luôn tràn đầy niềm tin và động lực. Ước mong mọi người thêm lời cầu nguyện cho ban truyền thông của giáo phận mỗi ngày đạt được nhiều đóng góp hơn nữa cho giáo phận và giáo hội, và thêm lời cầu nguyện cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Xin Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành xuống trên anh chị em. Một điểm tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Xin quý vị tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông giáo phận Phú Cường. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.